Vân nè. Dạ. Mẹ thấy thằng Hữu á, nó cũng quan tâm, thương con dữ lắm đó. Từ nhỏ tới giờ lúc nào anh Hữu cũng đối xử tốt với con hết mà mẹ. Nói vậy con không thương thằng Hữu hả? Con không biết. Hay là con có tình cảm với đứa nào rồi? Không, không có mà mẹ. Thực ra bây giờ con không có nghĩ tới chuyện tình cảm đâu. Con chỉ muốn kiếm thiệt nhiều tiền để lo mổ tim cho mẹ thôi à. Thằng Hữu nó là một đứa tốt. Trước khi mẹ thằng Hữu mất, mẹ cũng đã hứa nếu như sau này thằng Hữu thương con thì mẹ sẽ cho hai đứa cưới nhau. Mẹ, nếu như anh Hữu thương con mà con không thương anh Hữu, mẹ vẫn muốn con lấy anh Hữu hả? Con không thương thằng Hữu hả? Vậy con thương ai? Dạ không, thì con chỉ nói là ví dụ vậy thôi à. Không lẽ mẹ cũng ép con lấy anh Hữu nữa hả? Tình cảm vợ chồng có thể từ từ vun đắp được mà con. Giống như là mẹ với ba con vậy đó. Chỉ cần thằng Hữu thương con là được. Mẹ nợ nhà thằng Hữu nhiều lắm, nên mẹ muốn nhờ con thay mẹ trả món nợ này, chăm sóc cho thằng Hữu. Mẹ, từ nhỏ tới bây giờ mẹ rất là thương anh Hữu. Và nói là mẹ nợ nhà anh Hữu nhiều lắm. Mẹ nói cho con biết đi, món nợ đó là gì vậy hả mẹ? Chuyện của người lớn con không cần biết làm gì. Mà có thể là thằng Hữu ở xa cho nên con chưa cảm nhận được tình cảm của thằng Hữu. Bây giờ có điện thoại rồi, thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với nó đi con. Con biết rồi. Thôi dọn dẹp rồi ngủ sớm đi, để mất công ba con về lại la ó sầm nữa. Mẹ, con nghe mấy dì hàng xóm nói lúc này ba không có chửi bới quậy phá nữa. Con thấy hình như không có con ở nhà ba dễ chịu hơn phải không mẹ? Không phải vậy đâu con. Thôi con vô trong buồng ngủ trước đây. Khi nào ba về mẹ vô ngủ với con nha. Ừ.